Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành SG đây, và chúng ta hôm nay sẽ chơi một cái tựa game mang tên là Impostor Hero of Space nha. Link tải mình sẽ để ở phía dưới, anh em có thể tải về và chơi nha anh em. Rồi, và chúng ta bắt đầu thế nào, let's go. Chúng ta sẽ sử dụng cái joystick. Mình sẽ làm thằng bắn súng đi qua map anh em ạ. Có vẻ như thế. Không có kẻ địch nhỉ. Cái này giống kiểu Achero anh em ạ. Khá là hay đấy, mình khá thích cái game này. Room 3 đã clear rồi. Nice. Ok. Chúng ta có thể nâng cấp được ấy, kiểu dạng có tiền để mua thêm súng không? Wow, Alpha có máy bay à? Vãi nồi. Bắn đi anh em. Ôi nó có thể tách ra được anh em ạ. Ok. Nhưng mà không, vấn đề là không lên được cấp ấy, không có tiến hóa hay cái gì ấy nhỉ? Ok. Đơn giản á. Nó đang khá là khỏe. Nhờn này. Rồi, chúng ta sẽ có Cover Shield, Burning General và tăng đam. Mình sẽ tăng đam đi. Chẳng biết nó có hợp lý hay không nữa. Khá là dễ à? Đơn giản như đan rổ vậy. Ok chưa? Ui giời, tí lướt vào cái kia. Tí lướt vào kia. Tí lướt vào kia. Tí lướt vào kia. Ui! Mất máu. Giống kiểu Achero, giống hệt Achero mà anh em. Không khác gì luôn. Đơn giản như đan rổ vậy. Cho mất một tí máu anh em à. Room 4 clear. Nó sẽ di chuyển theo cái hướng gì đó. Ui. Ảo thật đấy. Có máu kìa. Khả năng nảy tường. Khả năng nảy cái địch, khả năng nảy tường thì mình nghĩ nó hợp lý hơn anh em ạ. Nảy cái địch hay hơn chứ. Mình nghĩ là thế. Tại vì nảy từ cái địch này sang cái địch khác ấy, nó vừa bá nó vừa ngon hơn. Room 6 clear rồi. Khả năng này tưởng mình thấy nó khá là cùi mía. Không, cũng được anh em ạ. Cũng không có nói là tệ nhá. Nó bắn cầu lửa khó chịu ghê ra. Yeah, có máu này. Chưa lên cấp à? Né thôi anh em. Tôi là... Ui rồi, mất máu ạ. Clear. Vãi nồi, không lên được cấp. Đây rồi, lên cấp rồi anh em ơi. Bắn tẻ, bắn tỏa ra hai hướng. Wow, bây giờ nảy tường bá vãi lều anh em. Vãi cả lều. Ui ôi. Vãi lều. Ui, đạn đuổi. Vãi lều, thật sự đạn đuổi anh em ạ. Khó chịu nhỉ. Ok, chúng ta claim được khá nhiều tiền ở trong này. Khi mà chúng ta thắng Inferno, chúng ta đến từ hành tinh ý. Chúng ta tiêu diệt từng cái hành tinh một nhé. Claim này. News. Một cái huân chương. Có thể equip vào. Để làm gì? Không biết để làm gì cái huân chương này luôn. Tăng đam. Handyman. All star tất cả đều tăng lên. Cái này headshot này. Mình thử cái chiêu headshot này cái. Headshot thì có vẻ bá đạo hơn. Nhỉ. Oh, Inferno. Vãi lều. Oh my god. Con chim khá là khó chịu anh em. Vãi trưởng với tao. Mày. Khó nhỉ. Mà này bắt đầu khó nhá. Vãi lều luôn. Tí chết. Thổi lửa anh em ạ. Rất khó chịu nha. Nào.
khả năng xuyên tâm ạ. Space Lotto không biết để làm gì. Đằng nào thì mình cũng sẽ lên cấp thôi. Vai gì đây? Bắn khả năng bắn xuyên kẻ địch anh em ạ. Khỏe đấy, khả năng bắn xuyên kẻ địch là khá bá. Khả năng bắn xuyên kẻ địch là khá khủng khiếp. Mình phải nói là khả năng bắn xuyên kẻ địch là khá là khủng khiếp luôn. Khó chịu thật đấy. Nhưng mà chúng ta đã xong rồi, clear level 4 luôn nhá. Né hết rồi bạn ơi. Né hết rồi bạn ơi. Homing bullets tăng đam. Đạn khả năng nảy lại. Có vẻ là khá là bá đạo. Với cái kỹ năng đạn mà nảy lại như này. Rồi anh em ơi. Nó nảy lại xong nó còn bật là linh ta linh tinh chứ. Nó còn bá đạo như thế chứ. Cần gì anh em, tôi có rất rất là nhiều máu nha. Ok. Đơn giản bạn ơi, khả năng nảy của tôi đánh rất kinh luôn. Có thêm cả máu ở đây. Xoắn gì? Bọn này không đủ tuổi để bắn nhau với ta mình anh em ạ. Ok. Lên nào bạn ơi. Hình như mình mất tí máu hay sao nhỉ? Càng đông càng tốt anh em, càng đông càng vui nha. Mình bắn rất xa luôn. Boss killer tăng đam khi boss, khi mà chúng ta giết boss. Thì nó sẽ ném quả bom. Này sẽ ổn hơn. Nhưng mà sắp đánh boss rồi mà. Chúng ta nên như vậy. Mày trốn á. Ôi ôi, mất máu ạ. Ui ôi. Vãi lều bắn nhanh thế. Khi nồi bắn nhanh thế. Cái trụ bắn ấy. Thỉnh thoảng sẽ ném quả general vào đây. Cái gì đấy? Nó bắn cái gì đấy? Năm mươi phần trăm. Cố lên anh em ơi. Bắn từ xa vẫn được mà đúng không? Không vấn đề gì cả, thật sự là không có vấn đề gì cả. Mình bắn được rất xa luôn. Khả năng nảy tường nảy ra hai phía luôn đấy. Chết, ôi con này dễ thế. Thật sự là con này dễ quá. Rồi và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhé, bye bye. Đánh nốt phát này cái. Bọn này dễ mà anh em. Không dễ đâu anh em ạ. Không dễ đâu. Tự nhiên là khó thế. Nào. Ok, và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em nhá. Bye bye.